Chào cô chú và anh chị, cách đây không lâu thì có một cái chị gần ở chỗ Tây Sông á, có gửi lời nhờ cứu giúp bé này nè. Biểu hiện của bé là từ hôm qua đến giờ là con đi liệng xiện không có ăn được, mà con rất là yếu, mà mới vừa kêu cứu nãy xong giờ Tây đi về lấy chuồng tính chở con đi thú y, đến nơi thì con đã chết rồi. Mà thấy miệng của bé ói máu quá trời luôn, cái này chắc bị người ta thuốc quá đó. Bởi vậy thì ở trên cái clip này Tây cũng xin nói với một cô chú, một số cô chú anh chị ở Việt Nam mình, nó không phải giống như nước ngoài đâu mọi người. Thí dụ mấy cái người mà ăn trộm chó đó là nó sẽ dùng nhiều cách lắm để bắt cái em cún của người dân. Có nhiều thằng có thể là nó sẽ có súng điện nè mọi người, rất là nguy hiểm, bắn em cún bị thương và em cún mê, xong rồi tụi nó vác đi. Nếu mà chủ nhà đi ra mà cứu em chó của mình hay là muốn giành giật lại em chó của mình thì những cái thằng trộm chó đó nó sẽ bắn luôn cả chủ nhà. Và những cái việc đó là ở Việt Nam mình đã có rồi, hoặc là những em chó nó bị thuốc giống vậy nè cô chú và các bạn. Đây là một bé chó cũng khỏe mạnh bình thường, nó mà mới hôm qua hôm nay chết mất tiêu rồi. Đây Tì vừa tính đến là sẽ mang con đi thú y. Thôi bây giờ bé cún nó đã qua đời rồi thì Tì sẽ quay về và chị sẽ học máu luôn rồi. Nguy hiểm lắm, con bút đồ mẹ nó nhiều khi nó đi ngang qua đó, cái nó dục thuốc vô tụi nó không biết, nó ăn vô nó chết đó. Sao chị biết kịp? Nếu mà nó bị thuốc từ hôm qua một tiếng đồng hồ sao chị kịp? Giống như con người mình, nó khi mình uống thuốc độc vô mà nó đã thấm vào nội tạng rồi là chị không có cách gì chị cứu được hết. Thí dụ nếu mà giống như là những cái người mà mới vừa uống thuốc ngủ đi, người ta phải vừa mới phát hiện ra cái là mình đi xúc ruột liền. Còn nếu mà nó đã thấm vào trong nội tạng á, vào gan thận này nọ là thua, cứu được. Tại vì em á là máy ấm cứu hộ, bận rất nhiều chuyện là không có phải là muốn đi đi tới liền là được hả? Dạ. Thôi được rồi, thôi bây giờ bé nó mất rồi, thôi em về rồi chị chôn bé ảnh. Ở chỗ em có cứu mấy bé chó nó bị bắn điện, chị chưa thấy đâu, khi cái điện đó mà nó giăng vô cái người con, cái súng điện nó bắn vô người con chó, nguyên một cái miếng thịt của con chó nó sẽ bị cháy hết luôn. Đúng rồi, thúi hết cái thịt luôn. Ở đây chị thấy bao giờ chưa? Thấy rồi, phải không? Nguyên cái lỗ à, đó nó thúi nguyên miếng thịt đó luôn, thúi nguyên miếng thịt đó luôn. Vậy đó. Mà nó vậy nha, còn sao? Vì vậy nuôi chó mà mình, tại vì ở đây là cũng như nông thôn thì mình thả nó ra phía trước thôi, chứ nếu mà ở trên thành phố hoặc những cái vùng ven vậy nè, chó mà sổng ra ngoài cái là trộm nó bắt liền. Bất kể là chó ta, chó tây hay chó gì. Còn ở trên thành phố chị biết nhiều khi chó xích trước cửa nhà hay là đang dắt đi chơi mà nó giật trên tay luôn. Mấy con chó mắc tiền á. Mắc tiền nó giật luôn á. Hay là nó ngồi ở trên xe á. Với lại nó vừa xong nó thấy mình cái là nó quăng ra là biết cái đó là giật điền luôn chứ bộ. Đâu có, ấy lại mấy thằng thanh niên nó toàn là mấy thằng bự không mà. Thôi em về nha. Rồi. Thôi Tý xin khép clip cô chú ơi. Tính cứu em bé mà cuốn mày nó chết rồi thì gia đình sẽ xử lý. Ở đây là nông thôn nè mọi người. Đường ở đây rất là vắng luôn, đêm mẹ trộm nhiều lắm á. Mấy anh trộm chó đó. Và Tý xin khép clip. Cảm ơn cô chú và các bạn đã follow theo dõi máy ấm của Tý. Xin chào cả nhà.